Phải làm gì khi trẻ em đi máy bay không có giấy khai sinh? Có rất nhiều người đã rất quen với những chuyến bay nên cảm thấy không có khó khăn gì khi bay. Nhưng khi có gia đình, sẽ có lúc bạn bay cùng con cái nên hãy tìm hiểu kỹ các quy định, thủ tục đi máy bay cho trẻ em, nhất là trong các trường hợp đặc biệt như trẻ em đi máy bay mà không có giấy khai sinh. Về máy bay trẻ em dưới 2 tuổi. Đối với hành khách khi lần đầu bay cùng trẻ em chắc hẳn sẽ có rất nhiều thắc mắc về các giấy tờ, quy định cũng như mức giá vé. Cùng tìm hiểu những hướng dẫn đi máy bay lần đầu khi đi cùng trẻ em dưới đây. Trong các chuyến bay nội địa Hiện nay có các hãng hàng không đang khai thác các chuyến bay nội địa là Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines và Bamboo. Mỗi hãng hàng không có những quy định khác nhau về mức giá về máy bay trẻ em, cụ thể. Đối với hãng hàng không Vietnam Airlines, trẻ em dưới 2 tuổi đi máy bay sẽ bị tính phí về máy bay bằng 10% giá vé người lớn. Đối với hãng hàng không Pacific Airlines, Trẻ em dưới 2 tuổi đi máy bay sẽ được hưởng mức giá cố định. Cụ thể, các trạng bay nội địa sẽ áp dụng mức giá 150.000 đồng nguyên vé và các trạng quốc tế là 300.000 đồng nguyên vé. Đối với hãng hàng không Vietjet Air, tương tự Pacific Airlines, trẻ em dưới 2 tuổi đi máy bay cũng chịu mức giá cố định theo quy định. Cụ thể, các trạng bay nội địa sẽ áp dụng mức giá 110.000 đồng trên vé và các trạng quốc tế là 200.000 đồng nguyên vé. 1.2 đối với các chuyến bay đi Mỹ cùng Việt Airlines. Hãng hàng không American Airlines chấp nhận trẻ nhỏ từ 2 ngày tuổi. Nếu bạn đặt vé máy bay đi Mỹ và mang theo trẻ sơ sinh dưới 7 ngày tuổi thì bạn cần phải mang theo mẫu đơn y tế của bác sĩ. Trẻ sơ sinh phải đi kèm với một người từ 16 tuổi trở lên hoặc bởi cha mẹ của trẻ sơ sinh ở mọi lứa tuổi trong cùng một cabin. Thông thường, mức giá vé dành cho trẻ sơ sinh được áp dụng bằng 10% giá vé người lớn. Quy định dành cho trẻ em dưới 12 tuổi đi máy bay đối với các chặng bay nội địa. Đối với hãng hàng không Việt Nam Airlines, giá vé máy bay cho trẻ em từ 02 tuổi đến dưới 12 tuổi được tính bằng 90% giá vé người lớn. Đối với hãng hàng không Pacific Airlines, giá vé cho trẻ từ 02 tuổi đến dưới 12 tuổi giá vé bằng vé người lớn. Đối với hãng hàng không Vietjet Air, giá vé cho trẻ từ 02 tuổi đến dưới 12 tuổi giá vé bằng vé người lớn. Đối với các chuyến bay đi Mỹ cùng Vietnam Airlines, Trẻ em từ 2 tuổi trở lên được yêu cầu phải có chỗ ngồi riêng giống như một vé dành cho người lớn. Giá vé máy bay trẻ em dưới 12 tuổi và trên 2 tuổi được áp dụng mức giá vé bằng 75% giá vé người lớn. Giấy tờ cho trẻ em đi máy bay. Trẻ em là những hành khách đặc biệt trên các chuyến bay. Tuy từng hãng hàng không mà có những quy định riêng về các loại giấy tờ thủ tục đi máy bay cho trẻ em. Quy định chung về các loại giấy tờ cần thiết để làm thủ tục cho trẻ đi máy bay thì cần phải xuất trình được một trong các loại giấy tờ sau: hộ chiếu. Trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung vào hộ chiếu của bố hoặc mẹ khi có đề nghị. Trẻ em cũng được cấp hộ chiếu riêng khi có giấy khai sinh. Hộ chiếu có giá trị không quá 5 năm kể từ ngày cấp đến khi trẻ đủ 14 tuổi và không được gia hạn. 3.2. Giấy khai sinh. Trường hợp dưới 1 tháng tuổi chưa có giấy khai sinh thì phải có giấy chứng sinh. Đối với trẻ em được nuôi dưỡng bởi các tổ chức xã hội thì cần phải có giấy xác nhận có giá trị sử dụng trong thời gian 6 tháng kể từ ngày xác nhận. Nếu trẻ em đi cùng với người lớn trên 18 tuổi nhưng không phải là bố mẹ thì phải có giấy ủy quyền của bố mẹ trẻ hoặc thấy chứng nhận mối quan hệ thân nhân của trẻ và người đi cùng. Quy định dành cho trẻ em đi máy bay một mình Tất cả các hãng hàng không đều có quy định riêng dành cho trẻ em đi máy bay một mình. Cụ thể, đối với Pacific Airlines, trẻ em từ 12 đến 14 tuổi được phép đi một mình dưới sự cam kết của bố mẹ hoặc người bảo trợ. Đối với Vietjet Air, Trẻ em từ 12 đến 18 tuổi được chấp nhận vận chuyển nếu có giấy tờ cam kết của bố mẹ. Đặc biệt, khi bay cùng Việt Nam Airlines, hành khách có thể lựa chọn dịch vụ tiếp viên đi cùng khi cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi. Đối với hãng hàng không American Airlines, trẻ em chưa đủ 15 tuổi không được phép bay một mình. Nếu bạn không chọn chỗ ngồi trong vòng 48 giờ sau khi mua vé, hãng sẽ cố gắng chỉ định trẻ em dưới 15 tuổi với ít nhất một người trưởng thành mà họ đang đi cùng. Trẻ em đi máy bay không có giấy khai sinh. Đối với em bé từ 14 ngày tuổi đến 1 tháng tuổi, em bé dưới 14 ngày tuổi không được phép bay, khi không có giấy khai sinh có thể dùng giấy chứng sinh giấy này có thời hạn 1 tháng. Đối với trẻ em dưới 14 tuổi khi chưa được cấp chứng minh nhân dân nhưng lại không có giấy khai sinh thì có thể dùng hộ chiếu đang còn giá trị sử dụng hoặc giấy khai sinh bản sao chức lục từ bản chính để thay thế. Đối với trẻ em từ 14 tuổi trở lên thì khi đi máy bay cần chuẩn bị chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân nhưng nếu trẻ bị mất chứng minh nhân dân hay thẻ căn cước công dân thì cần phải làm giấy xác nhận thân nhân do công an phường xã nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đối với trẻ em mang quốc tịch nước ngoài thì bắt buộc phải có hộ chiếu